Rồi hai anh em tắm tiếp tục buổi chiều nha các bạn. Sáng làm ăn cũng tạm tạm thôi chứ cũng không ngon lành gì các bạn, khoảng trên 30 con. Chiều nay thì hai anh em tính ngồi đây một chút rồi dài điểm các bạn. Để coi coi, nếu mà xiên xiên thì dài điểm, còn là lười lười thì ở đây luôn các bạn ơi. Cá thì nó có đầy nhưng mà tại vì nó ăn hay không thôi, chứ còn chỗ nào cũng có cá hết các bạn. Rồi bên kia là phía bên kia là thánh bào nha các bạn, thánh bào Đỗ Ngọc Hầu nha. Đây các bạn. Hôm nay là nói với anh Tám là mình chịu thua anh Tám. Anh Tám nay anh bào dữ quá. Tám nay tám lười quá các bạn ơi. Tám lười quá, ngồi chỗ làm biến đi quá. Thôi thì cũng ráng cố gắng, nếu mà được chia được hai clip thì Tám đăng cho anh em coi đỡ buồn. Rồi coi có thấy hay thấy vui thì đăng ký kênh ủng hộ Tám nha các bạn, cho Tám xin like nha. Rồi, mời các bạn đón xem tập 2, coi có gì vui hơn không. Mày hả mày? Đùa hả mày? Cá già đã quá các bạn ơi. Những cái vụ đã bất tiện quá. Đẹp quá các bạn. Cá già đẹp cá ha. Cá ăn mồi dắt chân kiến mới ăn các bạn. Các bạn coi Tám mà dắt chân kiến nè. Câu trứng eo cũng không ăn mà câu trùng cũng không ăn. Dắt kiến vậy nó mới ăn. Bởi vậy câu cá sặc này là phải biết được cái giấm của nó các bạn, phải biết được cái nó muốn ăn gì mới được. Ui sao, quá đã các bạn ơi. Cá ngon cá quá cả. Thì quyết tốn thời gian quá các bạn ơi. Cá này mập ghê nè. Thôi chắc Tám câu một hai con là Tám không review nữa. Tám chỉ lên cá xuống cá cho các bạn coi thôi, chứ còn Tám review thì tốn thời gian quá. Đang ghiền câu cá nó đang tranh thủ cá nó đang ăn các bạn. Đấy, tới giờ mà nó ngưng ăn cái chậm lắm. Câu mà phải dắt chứng kiến vậy nè các bạn. Chứ câu câu mồi mồi chứng kiến trùng với lại mỡ nó không ăn, chậm ăn quá. Thank you.
ở đây. Ôi trời ơi, chó chết. Sao mày? Ui à, ui à, ghê à. Ô sao quá đã các bạn ơi. Sặc già, dở tôi nghe là sướng tài. Chạy gục gục gục. Lâu quá, giờ review con. Nãy giờ lâu, giờ mới review con các bạn. Đã không? Cá mùa này bắt đầu nó cá nó dày, cá dày cá mập kìa. Cá mùa này ngon. Quá đã các bạn ơi. Nãy giờ lâu lắm mà được con. Cá bự ra nó cục không các bạn thấy không? Con này cá già luôn các bạn. Con này là cá già luôn. Đã ghê không? Cá mùa này mập đã quá các bạn. Đã không? Vô nó ăn thục không à? Sướng vậy.
mới được chứ. Không các bạn. Trời ơi, quá là tức. Úi xời, quá đã các bạn ơi. Nó đâu phải bướm đâu. Đó nè các bạn ơi. Trời ơi. Hoài hả mày? Đó, về mày hụt không rồi các bạn. Cá bự ra cả nhỏ luôn. Nè, hâu. 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 Đây này các bạn. Cá to cái này mà nó cứ thụt riết à. Không biết cái tử nào có bớm không các bạn. Nó ra chứ không phải bớm. Trời ơi, nó lú lên quá trời bự. Đây toàn móc lục bình mới không mà bớm quá trời nè. Mày lâu lâu có nó vô nó ăn, nó tưởng nó bớm ghê sảy à. Đi đây mà thằng mệt rồi đi U Minh chịu gì nổi. Đi mệt mà nãy lộ ra cái đấm lục bình đó. À, rướng qua đó hả? Tại chú không biết, chú biết dễ ngồi đầu xuồng á. Treo lần này lần hai này hồi đó cũng đợi luôn. Ừ. Cái gì mà nó vô nó ăn thục không? Bên đó cỡ này không? Cỡ đó, đó nhỏ hơn. Cái này không có nhỏ đâu, nó vô thục riết à. Phải đập dầu cái đồi nó vô không? Nè, nó cứ con hay riết sao lẹ được. Đây nè các bạn, thánh cho sặc ngọn kia kìa. Tám theo à, chủ yếu học hỏi thôi. Mày hả mày, đâu phải nhỏ đâu mà vô cứ ăn vậy á, cứ thục ló không, nhấp thục không. Mày mới vừa hâm nó. Mới vừa hâm he nó. Là nó ăn liền.
con hầm nó không chịu ăn các bạn ơi. Cá cỡ này nè các bạn, đâu phải giò nhỏ đâu các bạn, cá ngon nè chứ, mà cá cũng mập nữa, mà các bạn thấy nó vô nó cứ cà nhịp như cá bớm vậy, không biết là cứ tưởng là có bớm không đó các bạn. Cá ngon nè, mập dày. Tháng này cá nó đủ ăn đó các bạn, mập. Mới đầu mùa cá chim mà hai ba ngón tay bây giờ lớn lẹ chưa. Ui da, chết tôi rồi. Ui da, chết cha, quạ tới thiệt luôn rồi. Cái gì vậy trời ơi, cá chê này tái xấu à. Tưởng nó cá chim chứ hết hồn, tưởng nó đứt nhợ rồi. Bắt không khéo gãy cần nha các bạn, giờ cần cái sặc nó giòn. Nào hết hộp, tưởng nó cá chim chứ cá chim là quà tới thiệt luôn á. Chị Lai sợ mấy cái ông lộn xộn này các bạn ơi, mấy ông vô mấy ông phá đứt lưỡi hết, mất công phải tóm lại chứ không gì hết trơn. Rồi thả lại các bạn ơi. Chị Hầu, Hầu ơi, Hầu, gì vậy? Làm hết hồn tưởng là chú lặt xuồng chứ. Dễ lặt lắm á nha, đừng có chủ quan nha. Cá bự quá các bạn ơi. Cá lỗ này rất là ngon các bạn, mà sao nãy giờ nó chậm quá. Thôi con tắm review một chút các bạn. Cá đẹp không? Ừ. Quá đẹp luôn các bạn. Vậy mà nó vô nó cứ thục không rồi các bạn ơi. Lật phao hả? Cái gì? Ô sao quá đã các bạn ơi. Quá tê. Quá đã luôn các bạn, cá vàng thật chứ. Cá nó cũng mập ghê nè. Rồi bây giờ kết thúc ngày câu các bạn ơi. Giờ này cũng 4 giờ rưỡi rồi, ghe vô rước rồi các bạn. Mình chuẩn bị để ra mất công ghe chào với anh em ta chờ mình cũng hay. Để tắm review cái lượng cá của ngày hôm nay nha các bạn. Ngày hôm nay nó cũng không được nhiều lắm các bạn ơi. Được chắc cũng 40 mấy con, 40-50 con gì. Vô đây đã cỡ khoảng 40-50 con gì vậy các bạn. Đây, để tắm quay cho các bạn coi.
Rồi để tắm đổ ra cái thùng. Uống nước cũng không được. Ngày nay tắm làm biến di chuyển quá. Rồi bên cánh bên này thì cá nó to nhưng mà cái nó hơi thưa các bạn. Bên kia thì cánh bên tay trái thì nghe mấy anh em bển nói là cá bên đó thì nhiều quá, nhưng mà cá nó không có đều cá. Cá nó hơi thưa, hơi lớn nhỏ. Đây là tắm review cái cá hôm nay luôn. Đây. Đây các bạn, lượng cá của tắm hôm nay nha. Đã không? Chắc cũng được khoảng theo tắm thấy nhìn thì chắc cũng cỡ hơn 40 con các bạn. Rồi, vậy thôi. Rồi, tắm xin kết thúc video thứ hai cũng như là kết thúc chuyến câu hôm nay nha các bạn. Video 2. Rồi, vậy thôi. Tắm cuối cái video tắm cũng cảm ơn các bạn đã xem video của tắm nha. Cũng nữa. Đây. Cả đem về cũng chia cho nói xóm người vài con ăn các bạn ơi. Rồi không cái gì. Đem cho bà gì nói xóm người vài con ăn các bạn ơi. Vậy là vui rồi các bạn. Tám đi giờ cũng mới vừa về tới nhà. Về tới nhà cho nói xóm người vài con các bạn. Vậy là vui rồi, không đòi hỏi gì hơn. Còn lại nhiêu đây mai làm rồi cho thêm người vài con nữa cho nó hết luôn các bạn ơi.